LD Player, ứng dụng giả lập điện thoại cực nhẹ và mượt mà cho PC, laptop, tối ưu hóa mọi loại game và đồ họa tính năng, giúp bạn trải nghiệm các game mobile một cách tốt nhất. Tải ngay LD Player cho PC, laptop ngay nhé! Xin chào các bạn, ở video này sẽ là sự kiện thất tịch 2021 nhé. Vẫn như mọi năm, trang phục thất tịch năm nay vẫn mang một dáng vẻ dịu dàng, duyên dáng. Nhìn bên ngoài thì ai cũng biết là trang phục Trung Cổ rồi. Trên tay cô gái đang cầm cái khăn thêu. Nếu mà ai hay xem phim Trung Cổ thì không còn lạ lẫm gì với cái khăn thêu hình tròn này nữa. Trang phục tổng thể 9 món đồ và có cái phụ kiện đôi chim nguyên ương khá là hay. Ngụ ý là có đôi có cặp đây này. Ở Việt Nam mình thì có cái phong tục không biết là do thằng cha nào nghĩ ra, đó là ăn chè đậu đỏ ngày thất tịch để có người yêu. Người ta nói cô hồn thì tuổi chồn gì bằng cô đơn. Thế là cứ mùng 7 tháng 7 âm lịch, năm nào mình cũng ăn nguyên một lồi chè đậu đỏ. Người yêu thì chả thấy, mà đi ỉa té re gần chết. Đã thế, lướt Facebook chúng nó còn khịa: những bạn ăn chè đậu đỏ năm ngoái đến nay đã có người yêu chưa? Nghĩ nó cay mà nó cú, mà nó nhục, mà nó tức, mà nó ức gần chết. Thì cách chơi của thất tịch năm nay cũng khá là đơn giản. Đó là vượt ải công chúa chỉ định để lấy nguyên liệu, rồi tiến hành chế đồ. Trang phục sẽ miễn phí nếu chúng mình chăm chỉ vào ngày cuối. Năm sau thì bộ đồ này sẽ về bản Việt, mà thì mình sẽ nói kỹ hơn các bạn nhé. Thì bây giờ mình xin phép dừng phần bình luận ở đây. Cảm ơn bạn đã xem và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Goodbye, see you again.